Hello, xin chào mọi người. Bây giờ chúng mình đang xuất phát nha. Chúng mình sẽ xuất phát đến thắp tình đó mọi người. Anh chưa đi thắp tình thì theo chân Nu. Hello, và đây là hình bóng của Nu nha mọi người. Hi hi, và đây là con đường lên lao chạy nha mọi người. Ai mà muốn lên lao chạy đi chơi thì cứ liên hệ cho Nu. Nu sẽ đưa mọi người đi tham quan bạn Nu. Và đặc biệt là cháu Nu có homestay tay cho khách nghỉ ngơi, ví dụ như là ngủ ăn và hóng gió các kiểu. Khách lên thì có thể đặt cơm luôn. Chỗ homestay để ăn nha mọi người. Quá là tiện lợi luôn á. Nhưng mà có một chỗ Nu phải nhắc mọi người, đó là đường lên chỗ Nu khá là dốc luôn á mọi người ơi. Ai mà tay lái không chắc chắn thì có thể tìm ai hay là hoài người yêu gì đấy. Tay lái cũng phải chắc chắn thì mới dám lên đây đó mọi người ạ. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tuy dốc nhưng mà đường lên chỗ Nu cũng không xấu đâu mọi người. Mọi người cứ yên tâm mà lên chơi thoải mái, ăn ngủ chỗ Nu luôn nha. Còn bây giờ thì mời mọi người ngắm cảnh này. Trời ơi, quá là đẹp luôn á. Tại điện thoại nó điệu à, không chống rung, thôi thì mọi người thông cảm nha. Khúc này là bắt đầu xuống dốc rồi ấy. Đi một hồi thì cũng đến cầu rồi này. Cầu này là cầu Nậm Ngu hay cầu gì đấy Nu cũng không rõ nữa. Cúp này là đội của Nu đã đến tam đường rồi đó mọi người. Còn đây chính là khung cảnh chịu view. Trời ơi, quá là rộng dài luôn á. Thích lắm luôn. Mọi người nhìn thấy không? Nhìn xa xa kìa. Chúng mình sẽ không đi đường vào chợ mà chúng mình sẽ đi đường tắt nha. Trời ơi, hai bên toàn là đồng lúa. Trời ơi, quá là đẹp luôn á. Nếu đường như ý muốn thì Nu sẽ dừng xe lại. Tại mà chụp hình ở đây quá là mê luôn á. Nhỏ Nu sắp đếm rồi nha, trên kia chính là thắt tình đó mọi người. Ai đã từng nghe qua chuyện tình giữa đôi nam nữ dân tộc Thạch chưa mọi người? Nghe nói là không đường bên nhau xong rồi dụ nhau nhạy thắt đó, nên mới gọi là thắt tình. Và bây giờ thì cùng mọi người theo chân Nu lên xem như thế nào. Trời ơi, thấy rồi, đẹp lắm luôn á. Đoạn này là đi lên nha, đi lên xíu. Hai da, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Chúng mình sẽ bắt đầu xuống xe và đi bộ, đi lên thắp tình xem như nào nhá. Có vẻ sẽ khá mệt đây. Mệt lắm mọi người ạ. Mà vẫn phải đôi điện thoại ra khoai cho mọi người xem này. Mình lên đến đây thì mình phải đi bộ một đoạn. Hà Lê ơi, mệt quá. Chào mọi người đi. Chào tất cả mọi người. Chào các fan của Cứ Ca Kỳ. Chào. Sắp đến nơi rồi nha mọi người. Hello. Thảo này ấy, vừa mới lên mà bọn nhanh nhanh còn về. Hello. Mình là Nu đây nha mọi người. Trời ơi, đóng vai bé thấy tao Nu rồi. Trời, sắp đến rồi nhá. Sắp tình lại kìa. Cao quá mọi người ơi. Wow, đẹp quá. Tuyệt vời. Hay da, đẹp ghê. Tắt tình này thì luôn tăng đường thôi mọi người ạ. Nhưng mà Nu lần đầu tiên thấy luôn á. Xúc động ghê. Vì quá đẹp. Mình đã ở đây nha. Đây này mọi người ơi, đã sợ. Mình không sợ nổi luôn á. Bây giờ chúng mình đang đi lên.
đáng mơ luôn, luôn cho tao thấy cô. Tao giờ tao nhóc thì số hàng này. Trời mưa hơi thì bây giờ chúng mình đang chuẩn bị về rồi. Nóng. Bắt đầu về thôi. Và đây là trường học cũ của Nu nhá. Đây là trường nội trú Tam Đường á mọi người. Bây giờ mình ra trường rồi thì lại sai mới cơ. Nghĩ mà buồn. Nỗi buồn cũng không riêng ai. Sau khi đi về thì chúng mình sẽ đi làng bắt phở đó rồi mới về nha. Tại vì đói quá. Lúc này là đang ngồi chờ nha. Đi về tao bụt xuống hay rồi. Đây, nhìn ngon chưa? Phở Tam Đường đó mọi người. Mời mọi người ăn phở của Nu. Làm bắt phở xong rồi thì bây giờ nhóm Nu cũng chuẩn bị đi về rồi. Hôm nay đi chơi dù không có gì đặc biệt nhưng mà mình thấy thất tình. Mình lại thấy rất là vui vì có những người bạn đồng hành cùng mình. Lucy cảm ơn người bạn đã theo dõi clip của Nu nha. Còn bây giờ thì Nu xin kết lại video tại đây thôi. Nếu như mà lần sau còn dịp thì Nu sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Bye bye mọi người.